Hôm nay Duyên Nguyễn sẽ review cái đàn guitar phím lõm mobin nội lực gửi đến cho cả nhà mình. Cả nhà mình yêu thích nhớ đăng ký kênh ủng hộ Duyên Nguyễn nha. Cây này có giá là 4 triệu rưỡi. Rồi Duyên Nguyễn mời cả nhà mình cùng tham khảo cái bản sắc. Thank you.